thanh xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, bờ lo sở nghi phường, sở phường dự án BMRP BN quốc phòng phát triển cộng đồng bền vững. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1138 TTRHTQT về việc đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do tổ chức phi chính phủ nước ngoài UN Melinda chờ đợi dự án do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân 40 tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện công cộng cấp tỉnh huyện, 1.000 điểm bưu điện văn hóa xã và 500 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Thời gian thực hiện là 5 năm từ 2011 đến 2016. Tổng kinh phí của dự án là 50.564.362 USD, trong đó từ trợ không hoàn là của BMRF là 29.940.220 USD, đóng góp bằng phần mềm của Microsoft là 3.639.000 USD và 16.931.142 USD, vốn đối ứng của phía Việt Nam. Mục tiêu lao dựa của dự án là góp phần nâng cao năng lực và phục vụ và cách thức cung cấp thông tin, máy tính và Internet cho các thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa. Với tầm nhìn mới, tập trung hỗ trợ người nghèo và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội tiếp cận.